Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành tạo chân website đúng không ạ? Chân website là cái phần này. Đấy, 1 2 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đúng không ạ? Quay trở lại. Cái phần trang quản trị này chúng ta click vào. Đấy, ở đây chúng ta có thể thay đổi một số thứ nhé. Ví dụ ở đây nó đang có cái từ là gì, thêm by my theme shop đúng không ạ? Tôi giàu có copyright, thì ở đây chúng ta có thể này, đổi cái ở đây thêm by chúng ta không thích đúng không ạ? Chúng ta để là chúng ta có thể xóa hết đi cũng được đúng không ạ? Xóa hết đi như vậy thì chúng ta thiết kế bởi. Rồi ở đây chúng ta có thể để là tôi giàu có .com đúng không ạ? Tức là cái tên này là tên miền của bạn này đúng không ạ? Đào Xuân. Rồi cái phần này là thiết lập cơ bản thôi. Rồi chúng ta thay đổi cái phần này là phần copyright thôi mà đúng không ạ? Cái phần này gọi là phần copyright. Rồi chúng ta loát lại. Đấy, thiết kế bởi Đào Xuân Nhất rồi, rất chuyên nghiệp. Rồi không có cái thằng My Theme Shop gì ở đây nữa cả. Rồi được chưa? Chúng ta quay trở lại website chúng ta đúng không ạ? Chúng ta click vô cái phần thêm option này. Rồi cái, ở cái phần footer này, ở phần footer này thì các bạn tiến hành bật lên nhá. Đó, bật lên, bật lên. Ở đây thì chúng ta có thể chọn bốn cột đúng không ạ? Bốn cột giống như ở cái footer của Nhất này, 1 2 3 4, hoặc là 3 đúng không ạ? 3 1 2 3. Đấy thì chúng ta quay trở lại nhá. Các bạn lưu ý là vô giao diện chọn thêm option này đó, và các bạn tiến hành click vào cái ở đây thì Nhất chọn 3 thôi đúng không ạ? Các bạn bật lên nhá, phải bật lên, lúc đầu nó sẽ như thế này thì các bạn click, các bạn bật lên cho Nhất. Đấy, được chưa? Rồi click vào 3. Ở đây chúng ta có thể chọn màu sắc, nhưng tạm thời chúng ta để như vậy đi, lưu lại, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thêm đúng không ạ? Quay trở lại Wikip. Đó thì nó sẽ xuất hiện những cái như thế này. Ở đây sẵn cái phần header ở đây này, tức là cái phần quảng cáo đấy, thì chúng ta có thể thêm một cái hình ảnh, được chưa? Cái hình ảnh này chúng ta có thể thêm một cái hình ảnh vào. Rồi ở đây thì Nhất sẽ tiến hành tải cái hình ảnh ở cái này về luôn đúng không ạ? Đỡ mất công thiết kế đúng không ạ? Tải về đúng không ạ? Tải về. Lưu lại đúng không ạ? Lưu lại. Ở đây. Thì các bạn có thể thiết kế những cái banner khác được chưa? Đấy. Đấy nó có cái kích thước này này, các bạn làm đúng kích thước này. 27 28 x 90 được chưa? Để cho nó nhìn cho nó đẹp. Rồi. Chúng ta quay trở lại website nhé, quay trở lại này. Rồi chúng ta chọn cái hình ảnh đó. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn một cái đường link đúng không ạ? Tức là khi mà click vào nó thì nó sẽ dẫn đến một cái đường link nào đó. Ở đây thì Nhất tạm thời chưa có để đúng không ạ? Nhất để dấu thăng. Các bạn có thể dẫn nó về một cái website hoặc là một cái trang đích nào đấy đúng không ạ? Đấy, rồi lưu thay đổi. Đó. Bây giờ quay trở lại này, tải lại trang này. Đó, nó sẽ xuất hiện ở đây, được chưa? Rất là tuyệt vời đúng không nào? Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái phần footer nhá. Thì cái này nó sẽ là phần bài viết mới này, rồi giới thiệu này, rồi Facebook này. Thì đây chúng ta sẽ tiến hành click vô top footer 1 được không ạ? Top footer 1 nó là một cái đoạn văn bản. Rồi chúng ta kéo cái văn bản vào. Rồi chúng ta có thể gõ đây là giới thiệu. Chưa?
Rồi, ở cái phần này là phần mã code đúng không ạ? Mã code nếu chúng ta muốn dán, tí nhất sẽ nói với các bạn sau. Rồi, ở phần này trực quan thì chúng ta có thể gõ chữ trực tiếp vào đây. Tôi đọc khó. Là website chia sẻ vậy, được chưa? Ở đây thì các bạn có thể thêm một cái hình ảnh tùy các bạn, thêm có thể thêm hình ảnh video gì đó. Ở đây thì nhất sẽ làm như này thôi, click hoàn thành nhé. Rồi, vào cái trang này. Đó, được chưa? Nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi, tiếp đến này, chúng ta sẽ tiến hành click vào đây, bài viết mới đâu nhỉ? Bài viết mới. Rồi, lưu thay đổi. Ở đây thì chúng ta có thể thêm một cái fanpage vào. Fanpage vào đây. Thì cũng tương tự. Các bạn có thể thêm rất là nhiều nhá, hình ảnh này, văn bản rồi ô tìm kiếm này, lịch này. Rất là nhiều thứ ở đây. Ở đây thì nhất sẽ thêm một cái fanpage vào. Và photo bar này. Theo dõi chúng tôi trên Facebook đúng không ạ? Facebook. Rồi các bạn sẽ tiến hành lên website của Nhất nhé. Lên website của Nhất này. Có phần tây. Nó sẽ đề xuất ra các bạn. Đây, hướng dẫn chèn fanpage vào web WordPress. Đây, các bạn đọc bài viết này. Các bạn click vào cái đường dẫn này. Rồi bây giờ đây là cái đường link fanpage của bạn đấy, thì các bạn có thể đây, Nhất sẽ có thể tạo một cái fanpage đó, các bạn có thể tạo một cái fanpage và các bạn sẽ tiến hành lấy cái link đúng không ạ? Đây, đào số Nhất đây đúng không ạ? Đây, lấy cái link này rồi quay trở lại dán vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái chiều dài của nó, các bạn để 292. Cái này thì các bạn để 50 thôi, đúng không ạ? Rồi. Sử dụng tiêu đề nhỏ nhé, để cho nó đẹp, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lấy cái mã, đúng không ạ? Get code. Rồi, iframe. Và copy cái đoạn mã này, quay trở lại website. Rồi. Click vào tab văn bản nhé. Văn bản là để chúng ta dán mã code vào. Rồi lưu thay đổi. Rồi hoàn thành. Rồi được chưa? Rồi chúng ta quay trở lại này, chúng ta tải lại trang này. Reload. Đấy, nó sẽ xuất hiện cái fanpage của chúng ta ở đây. Chúng ta muốn đổi này màu đen thì sao, đúng không ạ? Muốn đổi màu đen thì sao? Đơn giản lắm. Chúng ta quay trở lại, đúng không ạ? Quay trở lại website của chúng ta. Chúng ta click vào thêm option này. Rồi chúng ta click vào phần footer nhé. Footer này. Đây là tất cả những cái mà chúng ta thiết lập. Rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây. Rồi chúng ta có thể chọn màu đen đúng không ạ? Màu này, background này, màu đen này. Đấy, lưu lại này. Reload đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ xuất hiện màu đen cho chúng ta này, đúng không ạ? Nhưng mà theo Nhất thì các bạn nên để màu trắng đúng không ạ? Nên để màu trắng nó sẽ đẹp hơn. Ok, nếu như các bạn muốn đổi cái màu chữ của cái phần footer này thì các bạn sẽ tiến hành làm như sau đúng không ạ? Ở cái phần thêm option, giao diện thêm option. Thì các bạn sẽ tiến hành click vào cái phần đó là phần này đúng không ạ? Phần có cái biểu tượng chữ T đây này. Rồi, nó sẽ xuất hiện ra những cái dòng này. Thì ở cái phần footer font đúng không ạ? Thì các bạn có thể để làm màu trắng đúng không ạ? Rồi các bạn tiến hành lưu lại để màu trắng. Các bạn lưu lại. Rồi chúng ta sẽ tải lại trang này. Rồi chúng ta sẽ tải lại trang này. Đó, thì nó sẽ thay đổi màu chữ cho chúng ta đúng không ạ? Thì tùy
vào cái sự lựa chọn của bạn, các bạn có thể thay đổi những cái màu chữ ở trong cái phần đổi chữ này các bạn. Để mặc định. Rồi, lưu lại nhé. Rồi, như vậy là xong. Đấy, chúng ta đã có một cái website khá là ok rồi. Thì bây giờ bước tiếp theo là các bạn có thể là quản trị website. Nhất sẽ có cái video giúp các bạn quản trị website. Ok, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn cái cách cài giao diện cũng là tối ưu giao diện thành công rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.